Góc nhìn pháp luật Quý tín giả đang đến với chương trình Góc nhìn pháp luật của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 21h30 đến 22 giờ thứ năm và 19h đến 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh AM 610 kHz. Hãy gọi đến cho chúng tôi theo các số điện thoại 028 3829 1357 0948717571 để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình. Với những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp pháp lý, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, khi hôn nhân tan vỡ, cuộc chiến giành quyền nuôi con đã tốn không ít tâm sức và cả nước mắt của rất nhiều người làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên, trên thực tế quyền nuôi con có phải lúc nào cũng cố định? nếu người được giao quyền nuôi con lại không thể chăm sóc đứa trẻ chu đáo thì có thể thay đổi được không và việc thay đổi quyền trực tiếp nuôi con phải thực hiện như thế nào là băn khoăn của khá nhiều người trong cuộc chị đoàn thị hương chia sẻ cuộc sống hôn nhân xảy ra lục đục rồi dẫn đến tan dở vì nghĩ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà chồng kinh tế khá hơn thì cho con ở với cha vậy mà trong thời gian qua cha thì không có thời gian chăm sóc lại gửi con cho gia đình trong nom kèm những lời lẽ không hay chị mẹ rủ rỉ chào tay đứa trẻ đã chịu không ít thiệt thòi và nỗi buồn là người mẹ chị không thể khoanh tay ngồi nhìn chị hương bày tỏ chỉ mong được thay đổi quyền nuôi con dù nghèo khổ cơ cực cỡ nào cũng quyết định nuôi con ăn học nên người em đã thằng con trai 4 tuổi con để cho chồng em nuôi bây giờ em thay đổi lại là con để em nuôi chồng em nó ăn nhậu rồi nó bỏ ăn nhôm nhất là mới tháng tháng này là nó xuống mấy ký rồi cho nên em thấy không có ổn cho nên em thay đổi là em nuôi em làm như thế nào mới được là con em nuôi cùng với suy nghĩ của chị Hương chị Hồng Nga cũng rất đắn đo về việc sau khi ly hôn có nên giao con cho bên có kinh tế tốt hơn để con được hưởng cuộc sống đầy đủ hơn hay không Chị Hồng Nga chia sẻ lúc mới cưới, hai vợ chồng tuy khó khăn nhưng cuộc sống luôn hạnh phúc vui vẻ. Chẳng bao lâu chị sinh con, cậu con trai rất khấu khỉnh. Sau đó anh chị cũng mua nhà, mua xe, rồi chồng bảo vợ nên ở nhà làm hậu phương cho chồng. Nhưng việc lựa chọn quá an toàn chưa hẳn là điều đem lại hạnh phúc. Bởi lẽ sau đó hai vợ chồng ngày càng mâu thuẫn trầm trọng, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Chị bỏ đi nơi khác và chấp nhận ly hôn. Chị sẵn sàng ra đi tay trắng chỉ cần được quyền đuôi con. Nhưng nhiều năm nay kinh tế một tay chồng đảm nhận, không còn nhảy bén với công việc như trước nên cứ chần chờ mãi với quyết định ly hôn. Vì điều chị lo lắng hơn cả là kinh tế của mình còn bấp bênh thì khó lòng lo cho con được đầy đủ. Hai vợ chồng cãi nhau cho nên là chị mới đi vào Đồng Nai đi làm. Giờ ông cứ bắt về là chị không về xong rồi ông bà viết đơn ly hôn thì nếu mà viết đơn ly hôn thì tòa xử con đứa con thì 6 tuổi đấy nếu mà ra tòa thì ai sẽ được nuôi con? Cuộc chiến giành quyền nuôi con không chỉ kết thúc bằng bản án của tòa mà có khi dai dẳng không có hồi kết khi đối phương không tôn trọng nhau. Anh Nguyễn Trang Bình chia sẻ, khi cuộc sống chung của hai vợ chồng cháu gái trong hôn nhân xảy ra mâu thuẫn gây gắt nên cháu kiên quyết xin ly hôn. Khi ra tòa, cả hai vợ chồng đều giành quyền nuôi con. Bản án của tòa quyết định cho con cho mẹ nuôi dưỡng. Anh chồng chống có tính bạo hành vợ, nay lại ngang ngược không muốn chấp hành phán quyết của tòa. Anh ta muốn bắt con, tách cháu bé khỏi mẹ. Thái độ hung hăng của anh rất nguy hiểm cho đứa trẻ. Cháu em nó cũng có gia đình cũng được một năm mấy rồi. Rồi nó cũng có sự mâu thuẫn trong gia đình chồng, nó cũng có bạo lực rồi nó ra tòa đi vậy rồi. Mà tòa là xử là nó được quyền nuôi con, bị con nó mới chưa được áo tháng nữa. Vì là chồng nó xuống, nó hành hung nó đòi là bắt con, nó về nuôi hoài. Vì là nó cũng xuống, nó đòi, nó thưa, nó đòi ở bên này hoài. Mình phải xử nó như thế nào. Chị Nguyễn Thị Thúy chia sẻ hai vợ chồng ly hôn đã nhiều năm. Khi sóng gió đã qua, nhìn vào thấy gia đình dù đơn thân, vẫn ấm êm, nhưng sâu thẳm trong lòng có rất nhiều khoảng trống. Hành trình bắt đầu lại sau cuộc đổi vợ chưa từng dễ dàng nhưng cũng nỗ lực nhìn nhận theo hướng tích cực hơn gói ghém lại để bước tiếp hành trình phía trước hạnh phúc đã mỉm cười chỉ mở lòng với cuộc hôn nhân thứ hai và sắp tới dự định đưa con đi nước ngoài để định cư như vậy ba ruột sẽ khó gặp con và có ý kiến muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con tôi đã ly hôn với chồng tôi từ năm 2012 và theo quyết định của tòa thì tôi là người trực tiếp nuôi con hiện nay tôi đang sắp kết hôn và chồng tôi là người pháp và muốn đưa con tôi sang pháp định cư cùng vậy hỏi tôi có cần ý kiến chấp thuận của bố đứa bé không ạ à? Luật gia hạnh lợi hội luật gia thành phố hồ chí minh phân tích quyền được trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không phải lúc nào cũng cố định trên thực tế quyền nuôi con có thể thay đổi do thỏa thuận của hai bên hay do người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện cơ sở để chăm sóc nuôi dạy con sau khi tòa án đã phân xử vụ án ly hôn và giao con chung cho vợ hoặc chồng nuôi dưỡng tức là bản án đã có hiệu lực pháp luật do đó nếu bên không được quyền nuôi dưỡng muốn giành quyền nuôi con thì phải khởi kiện một vụ án mới để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ thì luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cụ thể về việc trông nơm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn tại Điều 81. Theo đó, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền nghĩa vụ trông nơm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Về nguyên tắc, việc nuôi con khi ly hôn do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Theo đó, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên, thì tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con khi quyết định ai có quyền nuôi dưỡng. Về người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, có quyền và nghĩa vụ theo điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014 cụ thể như có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, có quyền nghĩa vụ thăm nơm con mà không ai được cản trở. Bên cạnh đó, người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nơm để cản trở hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nơm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nơm của người đó về nghĩa vụ quyền của người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định theo Điều 83 luật hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên tôn trọng quyền được nuôi con của mình. Người trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở cha trong việc chăm nơm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Bên cạnh đó, việc thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định theo Điều 84 Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014. Nếu có mong muốn được chăm sóc nuôi dưỡng con thì có thể thỏa thuận với người đang nuôi con. Trường hợp không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con, người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. Như vậy, nếu muốn giành lại quyền nuôi con thì phải có bằng chứng chứng minh được rằng người đang nuôi con không đủ điều kiện để trực tiếp trông nơm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, như điều kiện về kinh tế, sức khỏe, thời gian, và người muốn đổi quyền nuôi con chứng minh được có đủ điều kiện cho sự phát triển về thể chất, tinh thần của con thì có thể giành được quyền nuôi con. Hai vợ chồng đã ly hôn rồi, mà tòa phán là người vợ nuôi con, nhưng bây giờ kinh tế khó khăn thì là người vợ muốn nhường lại cái quyền cho người, người chồng. Thì cái này trong cái luật hôn nhân gia đình là có quy định đó. Cụ thể là cái điều 84 Thì việc thay đổi nuôi con cũng có một số cái căn cứ Trong đó có cái căn cứ là trường hợp mà gia đình một trong hai bên Tức là cái người nhận nuôi đứa trẻ nó có khó khăn về kinh tế Hoặc là về sức khỏe hay là về hoàn cảnh công tác Nói chung là có khó khăn Thì nếu một trường hợp đó thì người vợ có thể là cùng với chồng thỏa thuận Sau đó thì giờ mình nộp đơn ra tòa xin thay đổi quyền nuôi con các cái quyền lợi chú rồi thăm nom này rồi học hành những cái quyền lợi của đứa trẻ như thế nào thì hai bên thỏa thuận sẵn và khi ra tòa xin thay đổi quyền nuôi con thì mình có thể mình trình bày với tòa thống nhất tại đó thì khi mà thấy không có vấn đề gì khúc mắc và thuận lợi thì tòa ta công nhận thì sau này cái người không nuôi đứa trẻ vẫn được quyền thăm nom tới nuôi và có trách nhiệm như trước đây khi mà nuôi con cái mục đích cuối cùng là hai vợ chồng tức là cha mẹ đó về mặt pháp lý thì thay đổi từ người này sang người kia nhưng về mặt tình cảm thì vẫn là cha mẹ ruột của con vẫn có nghĩa vụ chăm sóc cả về tinh thần vật chất cũng như tình cảm để đứa trẻ lớn lên phát triển bình thường cả về thể chất tinh thần và lo cho tương lai của đứa trẻ. Đấy là một cái điều rất là bình thường, không có cái gì khó khăn hết. Thì nói có thể người mẹ nó liên hệ với tòa án nơi cư trú đó, cái chỗ mà trước đây xử đó, mình làm đơn nộp vào đó và cái đơn nó ghi là xin thay đổi quyền nuôi con rồi nếu mà có những cái gì về trợ cấp hoặc những khó khăn gì đó thì tòa án người ta có thể hướng dẫn thêm mình thực hiện cho nó đúng quy định về luật hôn nhân gia đình Thưa quý vị, thời gian còn lại của chương trình mời quý vị cùng đến với tiếp mục phía sau dự án chia sẻ bài viết Sau cuộc chiến dành quyền nuôi con của tác giả Lê Lan Anh Thưa quý vị, mang thai sinh con với nhiều người như một bản năng rất suôn sẻ nhưng với không ít người khác lại vô vàng gian nan và khi thật khó khăn sau rất nhiều nỗ lực thậm chí phải nhờ khoa học can thiệp mới có thể được làm mẹ làm cha hay mới sinh được đứa trẻ có giới tính như mong muốn của cả dòng họ thì nếu phải ly hôn việc tranh giành quyền nuôi con trở thành mục tiêu sống còn chính yếu duy nhất của cuộc đời những trường hợp không quá phổ biến nhưng cũng không quá cá biệt này cả hai bên đều cố sức tin rằng cơ may có một đứa con khác thật hiếm hoi nên không thể để người kia giành mất đứa con này họ quên rằng chính chị đã rất khó khăn mới được ra đời đứa trẻ là máu thịt của cả hai bất luận ai là người nuôi đó tôi còn nhớ hồi con học mẫu giáo có lần đi đón con đã chứng kiến một màn kịch tính thật khó quên hôm ấy là sinh nhật bốn tuổi của cậu bé ba cậu mang đến một cái bánh kem lớn cho cả lớp cùng con cắt bánh vui với các bạn sau đó đón bé về người cha hớn hở chị đón con thì người mẹ tới họ đã ly hôn vài tháng trước tòa xử quyền nuôi con thuộc về bà mẹ mọi việc đón trước chăm sóc anh đều phải xin phép chị và việc tổ chức sinh nhật lẫn đón cậu bé hôm ấy đều không được báo trước cho người mẹ cô giáo không có lỗi vì không hề được người mẹ cảnh báo việc không được trả bé cho người cha nhưng dĩ nhiên cô nhận mọi trách bốc chỉ chiết kêu gào như thể học trò của mình bị bắt cóc đến mức các phụ huynh có mặt cũng hết sức ái ngại nắng lại đến cùng tôi chứng kiến người cha phải mang con quay lại giao trả cho vợ cũ ngay tại trường và điều làm tôi mũi lòng là thằng bé mặt mày đang rạng rỡ vui sướng đã chuyển rất nhanh sang méo sệt vì bị mẹ chật phát khỏi tay người cha đưa lên xe đi ngay lập tức tôi có thể hiểu được sự lo lắng yêu quý và coi con như báo vật của các bà mẹ nhưng chỉ khi con gặp hiểm nguy bị ngược đãi chứ khi con hạnh phúc và vẫn được chăm sóc chu đáo bởi người cùng sinh ra nó tại sao lại phải lo lắng mà dập tắt niềm vui ấy của chúng phải dành chặt và khẳng định chỉ mình mới có quyền là người duy nhất được nuôi và chăm chúng người có công sinh là các chị thường sẽ là người được quyền nuôi con kể cả khi các chị không đủ khả năng về tài chính thì ly hôn vẫn có quyền nuôi con và yêu cầu cha của nó chu cấp nhưng đừng quên người cha cũng là người cùng mẹ sinh ra con và việc dành toàn quyền nuôi đến mức muốn cách đi con khỏi cha của chúng là sự cực đoan chỉ đem lại thiệt thòi cho đứa trẻ lại có nhiều người cha người mẹ quyết định dành quyền nuôi con cho bằng được dù phải lôi kéo con tranh thủ họ hàng hai bên thậm chí nhờ cả pháp luật can thiệp anh ta cô ta không thể nuôi con tốt được như tôi họ ra sức thuyết phục và chứng minh rằng mình nuôi con tốt hơn người kia có điều kiện kinh tế chăm sóc tốt hơn nhưng thực chất với họ đứa trẻ như một vật sở hữu một món trang trí cho nhãn hiệu người cha người mẹ thương con hoàn hảo mà họ muốn thể hiện khi giành được rồi họ liên miên đi quay phim lưu diễn vài ngày tất bật với các thư vụ với tình mới, gia đình mới. Đứa trẻ được giao cho chú em, cho người nhà, thi thoảng xuất hiện cùng cha mẹ trong các khuôn hình tràn ngập hạnh phúc, còn hàng ngày đi học, đi chơi, phó thác cho người khác. Trong khi nếu phối hợp cùng nhau, khi mẹ đi vắng thì có cha, hoặc ngược lại, trách nhiệm chăm sóc con được linh hoạt chia sẻ chân minh, thì bản thân cha mẹ yên tâm hơn, con trẻ được sống trong vòng tay của cả hai và một điều khá thế nhị nhưng không khó thấy việc tranh giành con giữa các cặp đôi ly hôn đã đẩy đứa trẻ vào thế phải che giấu tình cảm với người còn lại không để cho cha mẹ người sống chung biết mẹ ghét cha không cho cha nuôi con nên nếu biết con yêu cha mẹ sẽ không hài lòng có người mẹ người cha nào không thấy đau lòng khi hiểu tâm tư này của trẻ tôi tự hỏi cậu bé ở trường mẫu giáo của con tôi khi lớn lên có nhớ về ngày sinh nhật bị mẹ giật khỏi vòng tay cha như một kỷ niệm đáng buồn không và mẹ cậu khi nào bất quên được câu đứt nở mẹ có muốn đi với cha của con mình hay chưa bao giờ để tâm còn tôi có lẽ cứ nhớ mãi hình ảnh ấy để nhắc mình và những phụ nữ đôi khi phải rẽ một lối khác không cùng nhau có được hôn nhân hạnh phúc viên mãn thì khi ly hôn trước khi muốn tranh giành phân định quyền nuôi con cần nhắc đầu tiên trong các thỏa thuận sẽ chính là hạnh phúc và niềm vui sướng của những đứa trẻ chúng là một phần máu thịt đã được sinh ra trong yêu thương và niềm tin của cha mẹ rằng cả hai sẽ làm tốt nhất những gì có thể để con có một cuộc sống đủ đầy mà đủ đầy ở đây là những cảm xúc trọn vẹn không bị tổn thương chằng xé giữa hai con người lẽ ra phải thương mình nhất mới đúng không biết nuôi cũng dành quyền nuôi con của tác giả Nguyệt Phạm về câu chuyện người cha nuôi con sau ly hôn. Tất nhiên trong trường hợp chồng có trách nhiệm nuôi dạy con chủ đáo thì quá tốt. Ta hãy dẫn tin và kết nối tốt để bé có cuộc sống ổn thỏa cả về vật chất và tinh thần. Nếu trong một gia đình êm ấm hạnh phúc mà các anh chồng dành phần chăm sóc con thì quý quá quá. Ở đây bình thường họ đổ việc học hành ăn uống đưa đón con lên che chở nhưng khi vợ muốn ly hôn thì lòng lên giành quyền nuôi con dù chẳng biết nuôi như thế nào phụ nữ việc sẵn tổ chức hy sinh nhưng một khi đã mỏi mệt hy sinh mà không được công nhận họ sẽ bất mãn dù có thể họ không lên tiếng các anh chồng được nước lấn tới xem việc lo cho gia đình chồng con là trách nhiệm đương nhiên của vợ không có gì đáng phải bàn cãi kể lể các ông chinh vào cớ tiếp khách bàn chuyện làm ăn để đi sớm về muộn nhậu nhẹt bê tha bù bịch đến khi về nhà vợ để sẵn tờ đơn ly hôn yêu cầu ký vào thì các anh đem con ra để giữ vợ kiểu em muốn sống sao cũng được nhưng đừng ly hôn giữ gia đình để con có đủ cha mẹ mình hay sống vì con nhưng phụ nữ khi đã tỉnh cơn mê đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu tiếp tục bản thân mình chỉ có từ khổ tới khổ vậy là các anh tung chiêu mạnh hơn cô đi đâu thì đi nhưng con phải để tôi nuôi hoặc tôi sẽ không đồng ý ly hôn với bản năng thương yêu và bảo vệ con ít có chị nào đồng ý giao con cho chồng cuộc chiến dành con nổ ra cây cắt chỉ để che giấu một cuộc chiến khác các ông muốn khống chế ta hiếm ông dành con chỉ tự tin mình có thể chăm sóc con tốt hơn người mẹ hỏi dành vì không chịu thua cuộc không chấp nhận thất bại muốn cho người mẹ phải đau đớn hối hận đa số các ông khi dành được con sẽ giao con cho ông bà nội hoặc cô bác nuôi hộ ai cũng thông cảm đàn ông đàn an dùng về nuôi con sao được mà không hề đặt câu hỏi chuyện không chăm sóc được sao họ vẫn nhất quyết dành con thầy bơi nói lúc dành thì dành cho đã nư chứ đâu nghĩ gì ông bà chăm sóc chu đáo cỡ nào đi nữa đứa trẻ vẫn cần tình cảm của cha mẹ mỗi ngày. Như trường hợp anh Hát dành con, chị vợ cũng thuộc loại máu lạnh, giao ngay con cho chồng. Hàng ngày sau giờ làm, 16 giờ 30 là anh phải đón con, rồi dội vàng chạy về nấu cơm cho con ăn. Tối đến không còn cảnh tụ tập với bạn bè ở quán nhậu. Đến cuối tuần con về mẹ anh mệt lừ, chỉ muốn ngủ rồi đi siêu thị mua thức ăn về chuẩn bị cho tuần sau. Nhiều lúc anh thấy cuộc đời mình quá bi đát và căng thẳng, anh nấu ăn dở tệ thằng bé ăn không nổi cuối cùng là sáng nào cũng mì gói nhìn con gầy nhom cùng với bản điểm thảm hại anh mới hiểu vợ mình trước đây đúng là ba đầu sáu tay cuối cùng anh đành thỏa thuận đưa con về bên chợ và thấy mình như cất được gánh nặng các chị nên nhớ dù chồng không thuận tình các chị vẫn có thể đơn phương ly hôn vì con sẽ ở với ai phụ thuộc vào ý muốn của con nếu bé đã trên chín tuổi nếu con chưa đến 9 tuổi, tòa án sẽ quyết định dựa trên các điều kiện thuận lợi với trẻ. Chưa hẳn người đàn ông có thu nhập cao hơn sẽ được quyền nuôi con, vì tòa còn xét đến môi trường sống của người nào ảnh hưởng tốt tới đứa bé, đến lỗi của các bên và nhiều yếu tố khác. Chị em nên tự tin tìm hiểu chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất để có quyền nuôi dạy con. Trong trường hợp chưa tự tin, ta có thể nhờ sự tư vấn của các luật sư với những ông chồng không biết gì về nội trợ mà dằn coi dành con quá quyết liệt ta có thể ra điều kiện là con phải sống chung với chồng và chồng chính tay chăm sóc không được quỷ quyền cho ai khác bằng cách đó những anh không biết nuôi con sẽ không chống thì chạy cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của ta hoặc phải trả con lại cho ta tất nhiên trong trường hợp chồng có trách nhiệm nuôi dạy con chu đáo thì quá tốt ta hãy chứng tinh và kết nối tốt để bé có cuộc sống ổn thỏa cả về vật chất tinh thần còn ta hãy sống thật hạnh phúc phụ nữ nhé phụ nữ hiếm khi đòi ly hôn nếu xét thấy ông chồng còn có thể sửa chữa họ thường dứt khoát với những anh lười biếng thiếu trách nhiệm bỏ bê con cái tạo gương xấu cho con những anh này đa số chẳng có kỹ năng chăm con nếu không có ông bà giúp đỡ thì sau một thời gian thường coi con như cục nợ vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút của chương trình Góc nhìn pháp luật. Để liên hệ với chương trình Góc nhìn pháp luật, quý thính giả hãy gọi đến số 028 3829 1357, số điện thoại di động là 0948 717571 hoặc gửi email theo địa chỉ bạn nghe đài vha.gmail.com. Nếu viết thư tay thì địa chỉ quý vị gửi đến là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất Ngoài bì thư xin ghi rõ gửi đến phòng công tác xã hội và bạn nghe đài. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn pháp luật trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.